Tôi đi về nhà trả tiền, biết tiền gì không? Tiền nợ nhà chứ tiền gì? Tiền mortgage chứ. Một ngàn 65 đồng. Wow, mấy người chạy nhanh như vậy ta? Mấy người nó cruising so fast. No wonder nó đi ngang đây nó hay bị cảnh sát bắt nè, mấy thằng này nè. Oh, con bé này delivery hả? Con bé tàu này delivery DoorDash. I see. Oh, chạy xe Infinity. Infinity mà DoorDash nè. Con bé này chạy xe Infinity Sport mà chơi DoorDash. Đúng là mấy người có xe xịn nhưng mà làm việc nghèo sao mà phải đi delivery food vậy ta? Các bạn ta ơi, bao giờ trở lại? Đến bao giờ ăn được cơm no? Da 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 tin 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 bao giờ đến bao giờ đến bao giờ. Oh my god, không có chỗ đậu xe luôn hả các bạn? Tệ vậy đó hả? Không có chỗ đậu xe hả? Có chứ hả? Here we go. Why not đậu xe ngay đây, chạy vô chạy ra. Ok rồi đi.